tôi xin nó hát, rồi nó nói cái gì để em hát. Dạ giờ tới em hát, em xin hát một bài. Anh Thiểm ơi, từ nãy giờ anh em nghệ sĩ hát cho Long rất là cảm ơn đến đây chia buồn rồi còn hát tiễn má tư nữa, xin thay mặt gia đình một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh em nghệ sĩ rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời các anh chị hát bài gì giờ? Hát dùng cổ à? Dạ, bây giờ để tiếp tục chương trình, Long sẽ được thay mặt cho gia đình một lần nữa hát gửi tặng cho tất cả các anh em, các anh, các chị, và nhất là gửi tặng cho các YouTuber tới giờ phút này vẫn còn đứng đây để chia sẻ nỗi buồn của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn anh Tâm. Mặc dù rằng anh cũng rất là bận biệu nhưng mà anh cũng đến đây chia buồn với em. Cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn Lưu Gia Bảo. Cảm ơn Hồng Loan. Còn ai chưa cảm ơn thì xin cáo lỗi. Cảm ơn Ngân Huệ. Dạ. Một bài giọng cổ mà Long đi đến đâu cũng được mọi người yêu cầu. Và bài hát này cũng đã đem lại rất là nhiều thành công cho Long về mặt nghề nghiệp cũng như là về doanh thu. Dạ, xin quý vị cùng lắng nghe một ba câu giọng cổ của soạn giả nhân dân Diễn Châu, bài hát mang tên Tình Anh Bán Chiếu. Dạ. Cà Mau nhuộm màu tươi, công tư cực mưa dài giờ. Chiều này tôi chẳng mang đâu tìm em không gặp. Chứ tìm em không gặp tôi gối. Chiếu Cà Mau đã cắm sào đất bờ kinh ngã bài, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Từ nhường em đã qua kinh năm nào, tôi dắt đầu chiều mong tuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cái tuấn anh nói thì em được dọn nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng giường xưa nhìn nỗi buồn mang, còn đôi yêu này người biết tặng cho lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sầu cho nghe kêu đôi xuôi, lòng nắng trêu một nỗi sầu trên tai. Tôi ngồi im sau lái đôi mang dẫn hướng về nẻo cũ vườn xưa. Hỡi ơi con sông thùng hiệp dài quay biết được tấm lòng của tôi với cô gái mấy miền trung lớn ngã bài sông sâu bên đó bên bồi nắng mát nếu có đời không phai. Dạ xin cảm ơn quý vị. Tú Sương ơi, bây giờ em với anh hát bài nữa đi, rồi anh đi vô. Hai đứa mình hát Tình Chàng Ý Thiếp đi. Hả, mày tính hát hả Trung? Thôi em nhường cho anh đi. Dạ con xin phép con trở lại. Một cô đào khả ái, một giọng hát mà đã tạo nên những vai diễn có thể nói là, nếu như là ai đã từng xem qua đoàn cái lương tuồng cổ Minh Tơ thì chắc chắn rằng quý vị sẽ biết được những cô đào đã nổi danh vào những thập niên 80-90 và sau đó là thế hệ của ông bầu Minh Tơ mà tôi gọi là ông ngoại. Sau đó là có Tú Sương, Quế Trân, Trinh Trinh. Và Trinh Trinh là vợ tôi, Tú Sương là em tôi, Lê Thanh Thảo là em tôi, Điền Trung là rể tôi. À quên, Điền Trung là cột chèo với tôi. Tôi có ông cậu viết nhạc vô cùng tuyệt vời. Mỗi lần mà tôi dựng một cái vở gì mà không có ông cậu tôi là coi như tôi mất đi nửa phần công lực. Đó là nhạc sĩ ưu tú Minh Tâm. Và tôi có một ông cậu nữa cũng rất là đặc biệt. Còn nếu như tôi dựng vở mà nếu không có người này thì cũng mất đi 25 phần công lực. Đó là nghệ sĩ Thanh Sơn, dựng những vũ đạo, những cái màn mà gọi là thật là đẹp mắt trên sân khấu. Còn một người nữa mà nếu như tôi dựng cái vở mà không có người này thì coi như nghệ sĩ chúng tôi không có được những bộ trang phục thật là đúng ý nghĩa trong một vở. Đó là trang phục Công Minh, cậu chính. Đáng lý ra ngày hôm nay Tú Sương ở trên lầu đã sửa soạn hết rồi, ủi hết đồ quần áo để mà chuẩn bị. Em Thiểm với em Vi ủng hộ nữa. Đã chuẩn bị để mà bận đồ phục trang, áo mão, gọi là dài dép lông công để mà ra hát. Nhưng mà vì trời mưa quá cho nên là không thể bận cái bộ đồ đó ra trong cái khung cảnh này được. Thôi thì bây giờ Kim Tử Long với lại Tú Sương sẽ gửi đến quý vị ca cảnh bài hát được mang tên Tình Chàng Ý Thiếp. Cảm ơn quý cô bác. Dạ cảm ơn đại gia đình của chúng mình xíu. Em kể gia đình.